đến rất sớm, make up xong rồi đi la cà, đi buôn chuyện với mọi người này kia các thứ, rồi ngủ lên ngủ xuống ăn ba bốn bữa cũng chưa được quay nữa. Anh biết anh hứa rất nhiều, và khi ta vẫn còn yêu, những điều mà em còn thiếu anh sẽ bù đắp bằng sự thấu hiểu. Em ấm anh sẽ ở đây, và dù bão tố đó có bủa vây, một cái ôm ấm áp cũng làm em cười nắc nẻ đến hơn nửa ngày. Đến khi mặt trời lại lên, em rồi sẽ là ổn thôi. Vậy là mai em sẽ bước một mình trên con đường mà ta đã cùng bước qua. À, lúc mà quay thì em có được một phát ăn ngay không? Một cú ăn ngay không? À không, không, không. Lúc mà quay thì tất nhiên là sẽ có lần này lần kia. Nên chọn được cái lần nào mà nó hay nhất. Tức là sau khi mà hát xong, quay xong và mọi người sẽ chọn, ví dụ ok cái lần này cảm thấy hay nhất rồi thì ok mình sẽ về lấy cái lần này để dựng. Tại vì một lúc quay là quay tận 4-5 máy liền. Đấy, thế nên đâm ra là quay xong một cái là về lấy nguyên suộc đó và dựng thôi ạ. Đấy thì cái lúc đấy thực sự là cũng em cũng hồng lắm, bởi vì là em rất là sợ là khi mà kiểu nếu mà mình không tập trung hay là gì đấy thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cả một cái đoàn quay liền, chứ không phải chỉ một mình riêng bản thân mình. Mà hôm đấy thực sự là em rất là cảm ơn Tùng, em trân quý nó kinh khủng luôn. Anh phải biết là nó đến rất sớm, make up xong rồi đi la cà, đi buôn chuyện với mọi người này kia các thứ, rồi ngủ lên ngủ xuống ăn ba bốn bữa cũng chưa được quay nữa. Mà xong cái lúc mà quay với lại Yến là mấy giờ em nhớ không? Chắc cũng phải tầm 8-9 giờ ấy, 9-10 giờ. 9-10 giờ gì đấy. Là cũng mệt rồi, cái tầm đấy là cũng chờ đợi rồi cũng mệt rồi. Thế mà nó rap vẫn hay. May thế. Mỗi khi mà kiểu, kể cả cái hôm mà bọn em tập luôn cơ, khi mà nghe Tùng rap ấy, cứ đến cái đoạn đấy một cái là kiểu em cứ bị sát sao, sát sơn xiến cái mấy cái lời rap bước đến vì sự đồng cảm rồi này kia các thứ. Hay quá. Tự nhiên bây giờ em nói cái anh muốn hai bạn thể hiện ngay bây giờ cái ca khúc đó dành tặng tất cả quý vị khán giả. Nhưng có một thử thách của chương trình đưa ra là đó là hai bạn sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. Em biết lắm rồi. Em biết lắm rồi. Yến sẽ rap. Sao mà em thuộc và rap của Tùng Maru đây? Sẽ không hát. Được đâu, em không hát được đoạn của Yến đâu. Anh không biết, đây là đây, những đây, nhân đây, em xin, nhân đây em xin kể thêm nữa một câu chuyện. Lý do vì sao mọi người có thể xem lại cái bài Sao Anh Lặng Im, Tùng Maru có rap hai cái câu cuối lúc mà em đang hát cái đoạn điệu khúc cuối ấy. Thì Tùng có rap hai câu cuối. Lý do vì sao là bởi vì Tùng không hát nổi. Tức là Tùng kêu là Tùng không lên nổi cái đoạn đấy. Để nhưng mà ý là lúc đấy mà đứng ở trên sân khấu thì rất là trống, thế phải làm một cái gì đấy. Và Tùng, em viết đi, viết hai câu rap tiếp đi. Viết hai câu ấy phiêu vào thêm. Là viết tại chỗ luôn. Không, viết trước cái lúc mà bọn em tập. Lúc tập ok. Lúc okay, tập là bọn okay, em đã okay, thấy okay. Là nó hơi bị trống trống rồi. Thực ra là em chia sẻ luôn hai câu ấy, là thật ra lúc đấy là ra hiện trường ấy là em mới nhẩm được cái flow đầu em thôi, còn đọc là em freestyle nhưng mà vẫn đúng nội dung mà đúng không? Nhưng mà vẫn đúng. Giờ tổ đại chuẩn bị tổ đại. Trời ơi, thì đúng luôn á. Tới hôm nay mới có những cái câu chuyện mà kiểu đến ngày hôm nay mới có thể biết là được. Khách mời cho mình nữa ra nó còn hả tung tăng tung tẳng như vậy rồi không biết làm sao. Không, vẫn bảo đảm mà vẫn nhớ, em vẫn nhớ mà. Vẫn rất là hay. Nói gì nữa, bây giờ mình quay lại thử thách đi các em. À ừ. Nhưng mà quay lại. Không thế em rap cũng được nhưng mà Tùng phải nhắc vở. Bởi vì em biết anh hứa rất nhiều và khi mà ta còn yêu. Những điều mà em còn thiếu anh sẽ bù đắp bằng sự thấu hiểu. Những điều mà anh còn thiếu anh sẽ bù đắp bằng sự thấu hiểu. Em muốn anh sẽ ở đây dù bà tôi kia có bủa vây. Một chiếc ôm mắt cũng làm em cười nắc nẻ đến hơn nửa ngày. Bước đến vì sự đồng cảm với tôi lại khác nhau. Em ơi thôi đau đớn hay gì đấy, để một lát sau ta quay lại con đường cũ. Ngoài tay với em ơi. Dù tình yêu này là không bóng mà tận, em không mong giành giật, anh không thành thật, anh mình lạc lõng, hai bạc giọng. Ý là cái đoạn đấy em thuộc bởi vì là em hát cái câu đấy đẹp à. Chứ rồi. Không có thuộc nổi. Vô, không. Là gì nhỉ? Vậy là mai. Vậy là mai ta sẽ bước một mình. Em sẽ bước một mình như ta là sao bước một mình được. Trên con đường mà ta đã cùng bước qua, thôi em giữ cho riêng mình những ký ức ấy không bao giờ quên. Đấy, okay. Đúng rồi. À, tuyệt vời. Yeah, mình đã hoán đổi xong, bây giờ mình quay trở về chủ đi ạ. Bây giờ mình làm nghiêm túc lên cho các bạn khán giả. 3, 2, 1, vô. Từ đi khúc 1, 2, 3. Vậy là mai. Ồ, chứ em không vào từ đoạn em, đầu. Em trước à? Ừ, okay, em 2, 3. Anh biết anh hứa rất nhiều,
Và khi ta vẫn còn yêu, những điều mà em còn thiếu anh sẽ bù đắp bằng sự thấu hiểu. Em ấm anh sẽ ở đây và dù bão tố đó có bủa vây, một cái ôm ấm áp cũng làm em cười nắc nẻ đến hơn nửa ngày. Bước đến vì sự đồng cảm nhưng bên nhau lâu để biết ta khác nhau. Em rồi sẽ thôi đau đớn sâu vài tuần hay chỉ một lát sâu. Tạm biệt kỷ niệm thường dữ khi mọi thứ đã ngoài tay với. Ta quay lại con đường cũ chỉ khác là cùng bàn tay mới. Dù tình yêu này là kho báu mà anh đã mong dành dần. Anh từng ước nó như cổ tích dù biết nó không thành thật. Anh đã cố để em không cảm thấy bản thân một mình lạc lõng, nhưng kết quả lại là cãi vã đến khi cả hai bạc giọng. Cảm ơn vì những ngày tháng hai ta đã cố nén lại ưu phiền và dừng lại để ta biết mình vẫn chưa hoàn hảo để đi được thêm xa. Đêm qua cùng giọt nước mắt làm bạn ở bên chiếc gối, nên khi mặt trời lại lên em rồi sẽ là ổn thôi. Vậy là mai em sẽ bước một mình trên con đường mà ta đã cùng bước qua. Thôi em giữ cho riêng mình những ký ức ấy không bao giờ quên. Wow, thật là tuyệt vời. Rõ ràng đưa vào chính chủ nó khác hẳn mọi người. Một trời một vực với mọi người nha. Thứ nhất là tại vì hồi nãy là không thuộc lời của nhau nữa, chứ Huy nghĩ là nếu mà thuộc thì nhiều khi mình cũng thể hiện được tốt hơn rất là nhiều. Nhưng điều mà hôm nào em thử em sẽ rap cái đoạn rap của Tùng Maru trên TikTok của em. Đúng rồi đó. Cũng biết đâu rồi sao không lắm. Cũng hay qua lại đúng không anh, thì cái đó cũng một cái idea tốt để cho các bạn tương tác thêm với lại chúng ta. À, okay. Chị sẽ lấy đoạn rap vậy. Hay là em rap một đoạn đi sao em, để cho mọi người duet với em. Em sợ nhanh quá mọi người đọc không kịp. Tập đâu mà, trời ơi, như đọc vẽ chứ.